Công ty Nhôm đúc Nam Định xin gửi lời chào trân trọng nhất và xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Là đơn vị đi đầu trong sản xuất nhôm đúc, công ty Nhôm đúc Nam Định tự hào cung cấp các sản phẩm nhôm đúc cùng dịch vụ thiết kế thi công những công trình như sau: cửa cổng, cầu thang, hàng rào, lan can, bông gió, ốp trụ cổng, cột điện bằng chất liệu nhôm đúc. Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư năng động sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế, kết hợp đội ngũ công nhân kỹ thuật, các nghệ nhân tay nghề cao, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo uy tín, chất lượng. Mọi thông tin quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ website www.nhomduc.namdinh.net. Nhôm đúc tại Tây Hồ. Sau khi bọn em đã ký hợp đồng với quý khách và nhận mẫu quý khách, bọn em sẽ có máy CNC để tạo ra cái khuôn mà quý khách cần. Đấy. Sau này người ta tạo khuôn, khuôn xong rồi bọn em cho cái vào để khuôn và nấu nhôm có thể hình. Các bác ở Tây Hồ mà có nhu cầu muốn là làm về nhôm đúc, tất cả các hạng mục liên hệ với em nhé. Cảm ơn các bác xem video.